Đây là một con quỷ hút máu bất tử. Cô ta chọn cách biến thành cho bụi dưới ánh nắng. Tương lai nhân loại chịu ảnh hưởng của loài rơi biến dị. Đa số nhân loại sẽ biến thành quỷ hút máu. Trật tự đất nước cũng sẽ do bọn họ nắm giữ. Mà nhân loại lại bị nhốt lại nuôi dưỡng, cung cấp máu, nhưng con người ngày càng ít đi. Thế giới quỷ hút máu lâm vào khó khăn. Một tên ăn mày đang xin máu tươi, nhưng không ai quan tâm đến ông ta, mọi người đều rất lạnh lùng, chỉ đánh dùng điện làm ngất rồi đem đi. Sau khi khắp nơi đều biến thành quỷ hút máu, trẻ con không trưởng thành được và người già khi già cũng không chết. Nam chính Edward là tiến sĩ nghiên cứu máu tươi. Vấn đề về máu lỏng thiếu thốn được khẩn cấp báo đến tổng cục. Boss Sackler Bramley nói với anh ta, trải qua quá trình sử dụng nhiều năm, nhân loại chỉ còn lại chưa đến 5% còn sống sót. Máu tươi trước mắt chỉ đủ cho bọn họ trong thời gian 2 tuần. Sackler Bramley nói với Edward, bắt buộc phải lập tức tạo ra vật phẩm thay thế được máu người. Nghiên cứu của Edward đã có kết quả, chỉ có thể cưỡng chế đẩy nhanh bước vào giai đoạn thí nghiệm, tìm đến cơ thể thử nghiệm, từ từ xâm nhập chất lỏng, lo lắng quan sát phản ứng. Tôi cảm thấy vẫn ổn. Dường như tất cả xem ra rất thuận lợi. Đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, Edward thử cứu, nhưng cơ thể thử nghiệm cuối cùng vẫn là bị phát nổ. Chán nản quay về nhà, quỷ hút máu tuy rằng bất tử, nhưng anh vẫn cảm thấy mệt mỏi. Anh ta không muốn tiếp tục làm quỷ hút máu nữa. Em trai là Frankie bước ra từ cửa sau, tặng cho anh ta quà sinh nhật 25 tuổi. Nhưng đối với Edward mà nói, sinh nhật 35 tuổi, anh ta đã từng đón 10 lần rồi. Quà tặng là một bình máu tươi, thứ này hiện nay ở trên thị trường còn rất ít. Nhưng Edward ngày càng ghét bỏ, trực tiếp đổ vào trong bồn rửa tay. Frankie tức giận rồi, trực tiếp ném số còn lại lên bức tường, quay người định rời đi. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một con quái vật, gầm gừ một cách đáng sợ về phía hai người họ. May là người em trai Frankie là một binh lính đặc chủng, vào chiều đã hạ được con quái vật. Cảnh sát mau chóng đến dọn dẹp hiện trường, phát hiện trên người quái vật có một chiếc nhẫn. Thì ra con quái vật biến dị này Edward có biết, trước khi biến dị thì là người làm vườn ở đây, không mua nổi máu, uống máu của chính mình mới biến thành bộ dáng đó. Điều này làm anh rất buồn, quyết tâm phải thay đổi tình hình này. Thế giới quỷ hút máu bắt đầu lâm vào khó khăn thiếu thốn. Số lượng con người có thể sử dụng được ngày càng ít đi, ngày càng nhiều quỷ hút máu rơi vào điên cuồng. Quỷ hút máu mặc vest đeo giày da này cũng bắt đầu không mua được máu tươi, đã biến thành du côn lưu manh. Cho tôi một ly coffee, bên trong thêm một ít máu. Tôi không thể làm như thế. Ngày hôm đó Edward tan làm về nhà, bởi vì đã lâu chưa hút máu người, phát hiện tai của chính mình bắt đầu biến dị. Lúc lái xe phân tâm nhưng cũng rất sợ hãi, suýt chút nữa là gây tai nạn. Xuống xe kiểm tra xem, một phát bắn tên xuyên qua cánh tay anh ta. Thì ra bọn họ đều là con người. Xe cảnh sát phía xa từ từ tiến lại, Edward thành công bảo vệ bọn họ qua một nạn. Thiếu nữ này là con gái của Boss, nhưng cô ấy lại là một con người bình thường, cùng với những người còn sống sót đi lánh nạn. Nhưng cuối cùng vẫn là bị quân đội của bố tìm ra, bắt tất cả lại mang về. Con gái từ chối trở thành quỷ hút máu giống bố của mình, hoàn toàn không để ý đến việc con người. Sắp bị bọn họ làm cho tuyệt chủng rồi, cô ấy đâm làm bị thương bố mình, liền bị nhốt khóa lại. Người bố muốn cưỡng chế chuyển hóa con gái, nhưng không nhẫn tâm tự mình cắn, cho nên gọi Edward đến biến đổi cho con gái mình. Ông ấy cảm thấy đây mới là tốt cho cô. Quỷ hút máu rất cao quý, nhưng đáng tiếc con gái không nghĩ như thế. Con gái sau khi biến đổi không muốn hút máu người, mà ngược lại cắn chính mình, hút máu của chính mình. Thế là cô gái biến thành quái vật. Bởi vì thiếu hụt máu cho nên quỷ hút máu của chính mình ngày càng nhiều, số lượng biến thành quái vật cũng ngày càng nhiều. Quân đội xuất binh, quyết định giết chết những quỷ hút máu biến thành quái vật, trong đó có con gái của Boss. Người chấp hành mệnh lệnh là Frankie. Trong thâm tâm có chút không nỡ, nhưng thân là quân nhân không thể phản kháng, cứ như vậy trơ mắt nhìn cô gái hóa thành tro bụi. Cô gái được Edward cứu, tìm được cửa ra. Cô ấy nói, chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm một quỷ hút máu đang tin cậy. Anh là tiến sĩ về máu, có thể giúp đỡ chúng tôi. Máu anh tạo ra muốn thay thế máu của chúng tôi chỉ có một cách, nhưng không phải thuốc giải. Cô ấy lấy ra một tờ giấy ghi địa chỉ đưa cho Edward, mà tất cả điều này đều bị em trai Frankie ngồi trước cửa bậc thang nhìn thấy hết rồi. Một vài bố lão quỷ hút máu đang mở một cuộc họp. Ly cà phê này là làm từ máu, bên trong toàn là máu tươi của con người. Thể nghiệm xa hoa như vậy, Edward không hề thích chút nào. Anh ta không muốn hút máu, càng không muốn giết người. Anh ta là người theo chủ nghĩa ăn chay hiếm có trong số quỷ hút máu, là một tiến sĩ nghiên cứu máu lỏng. Anh ta gặp được thế giới quỷ hút máu, phải đối mặt với sự thiếu hụt, ỷ lại vào máu người sắp bị đoạn tuyệt rồi. Edward mở máy xe, đến địa chỉ mà cô gái đưa cho. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt, ông ta tên là Evit, trước đây cũng là quỷ hút máu. Trong một lần lái xe, do đã lâu không hút máu, ông ta không cách nào tập trung được tinh thần. Từ trên xe lăn xuống, tiếp xúc với ánh mặt trời, lúc sắp bị thiêu chết, rơi vào trong nước, lúc bò lên, phát hiện bản thân biến thành người rồi. Do Frankie tiết lộ bí mật, một đội xe vũ trang cùng đi tới. Vũ khí trên xe điên cuồng bắn ra, ba người lên xe bắt đầu chạy thoát thân. Evit dựa vào khả năng lái xe lợi hại của mình, lái xe đi qua hai sợi dây sắt, xe vũ trang phía sau lại phát nổ rồi. Ba người cùng nhau đến nơi ở của những người may mắn sống sót. Mấy người rất nhanh làm thử nghiệm trên người Edward. Bọn họ dùng áo khoác thấm ướt đầy nước choàng lên người Edward, sau đó dùng ánh sáng mạnh chiếu lên, anh bị bốc cháy, cháy một cách mãnh liệt. Sau đó lại dùng ống thông gió bên trên thổi hết lửa. Edward bị hành hạ đến chết đi sống lại, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì cả. Lần thứ hai, lại là một lần nữa. Cuối cùng lúc làm lần thứ ba, đôi mắt của Edward biến thành màu đen. Kế hoạch biến thành người của bọn họ thành công rồi. Cùng lúc đó, Frankie đuổi theo đến đây, đã đói mấy ngày rồi.
đột nhiên xông lên trước mở miệng cắn vào Evit. Chuyện kỳ lạ xảy ra rồi. Người em Frankie sau khi co giật một trận, cứ thế mà lại biến thành người. Thì ra do chất máu của quỷ hút máu biến thành người, có thể làm thuốc giải. Điều này làm cho Edward trong lòng bực bội. Sớm biết dễ dàng như vậy, còn suýt chút thiêu cháy chết tôi làm cái gì. Nhưng kết quả rất tốt. Lần này Edward gan dạ rồi, trực tiếp đến tổng cục gặp Boss, bắt đầu khiêu khích ông ta. Mỗi từ nói ra là một mũi kim nhọn sắc bén. Điều này Boss làm sao chịu nổi, trực tiếp cắn một nhát. Nhưng rất nhanh lại phát hiện có gì đó không đúng. Ông ta biểu cảm vô cùng thống khổ mà nói: "Địch mợ trong máu cậu có độc à?" Nằm trên mặt đất, biến trở lại thành người, bị Edward trói lại trên ghế. Và từ trong thang máy thì thả ông ta ra. Rất nhiều binh sĩ đuổi đến, đều rất đói rồi. Vừa nhìn thấy người này, đều xông lên bắt đầu cắn. Boss từng phút trôi qua đều bị cắn đến thảm hại. Binh sĩ đuổi đến hết làn sóng này đến làn sóng khác bị biến lại thành người. Sau đó lại bị quân sĩ đến sau cắn. Cứ như vậy trở nên hỗn loạn, quỷ hút máu bị biến thành người bình thường, nằm trên mặt đất lay lắt hơi tàn. Bọn họ không còn có thể chấn áp lẫn nhau, hút máu lẫn nhau nữa. Giải quyết khó khăn thiếu hụt máu cũng có một con đường mới rồi. Bộ phim gần đến hồi kết thúc, một chùm sáng chiếu vào, khung cảnh vô cùng ấm áp. Bộ phim này nói với chúng ta, đừng quá sùng bái quỷ hút máu nhiều sẽ biến thành xác chết đó. Nhưng mà nếu có thực sự trở thành quỷ hút máu, trường sinh bất lão, mãi mãi trẻ trung, bạn có chọn không? Không.